Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Life. Và hôm nay cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game. Thật ra thì con game này mình đã từng giới thiệu anh em rồi. Nó có tên gọi là Tân Mộng Ảo Chư Tiên Mobile. Con game này thì trước đây mình đã từng giới thiệu anh em là phiên bản tiếng Trung. Và nay nó sẽ ra mắt phiên bản Global với tên gọi là Jet Dynasty New Fantasy. Đây sẽ là một con game nhập vai đánh theo lượt do Perfect World sản xuất dựa trên IP Chư Tiên rất là nổi tiếng của nhà văn Tiêu Đỉnh. Và có lẽ Chư Tiên thì mình nghĩ là bạn nào mà hay đọc truyện tiên hiệp thì cũng đã từng biết hoặc là đọc qua rồi. Đấy thì cái con game mình cứ gọi là Tân Mộng Ảo Chư Tiên này nhá. Thì trước đây nó ra bản tiếng Trung vào khoảng tháng 5 năm 2021. Và đầu năm 2022 này thì nó vừa có một cái phiên bản thử nghiệm nho nhỏ bản tiếng Anh. Và sẽ chính thức ra mắt trong thời gian sắp tới. Các bạn có thể hóng thêm thông tin này ở fanpage. Mình sẽ để một cái đường link ở phần mô tả để các bạn tìm hiểu thêm thông tin về tựa game Tân Mộng Ảo Chư Tiên này. Đấy thì bây giờ chúng ta các bạn thấy là bây giờ có tiếng Anh rồi thì anh em sẽ hiểu rõ hơn về phần cốt truyện này cũng như là phần các tính năng của con game Tân Mộng Ảo Chư Tiên này. Các bạn ở đây thì ban đầu là các bạn có thể chọn các nhân vật nhá. Đó, các nhân vật thì nó sẽ có rất nhiều nhân vật và có các chỉ số như kiểu sống sót này, DPS, AOE, support đó các kiểu. Con game này nó sẽ khác so với những cái con game Chư Tiên của Perfect World trước đó. Tức là nó đi theo hướng là game nhập vai, đánh theo kiểu turn base, tức là đánh theo lượt. Thay vì kiểu dạng nhập vai cái cuộc đánh quái như các con game Chư Tiên trước đó của Perfect World. Perfect World là đơn vị đang nắm bản quyền của bộ Chư Tiên từ game cho đến phim truyền hình và phim điện ảnh nữa thì phải. Đấy, túm lại thì đây các bạn thể tạo hình nhân vật rất là chi tiết nhé. Đồ họa game này rất là đẹp, với một con game có dung lượng khoảng hơn 5GB thì các bạn sẽ có một cái đồ họa 3D rất là đẹp luôn. Đây là cái công nghệ hàng tự trồng của Perfect World luôn. Các bạn thể tùy chỉnh cái khuôn mặt của nhân vật rất là chi tiết, từ đầu tóc, mắt, mũi, miệng các kiểu đa điều. Cái này thì tùy cái sự sáng tạo của các bạn nhé, mình sẽ chỉ lướt qua thôi. Đấy, mình cũng chỉ giới thiệu nhanh cho anh em về cái phiên bản tiếng Anh này thôi. Thì thật ra thì bây giờ thì nó cái thời điểm mà video này lên ấy thì nó đã kết thúc cái phiên bản thử nghiệm rồi, và chắc là sẽ có một bản thử nghiệm nữa trước khi chính thức ra mắt. Thì các bạn thể hóng thêm thông tin để nếu bạn nào mà yêu thích Chư Tiên này thì có thể hóng thêm thông tin về cái con game Tân Mộng Ảo Chư Tiên phiên bản Global. Đấy, mình sẽ tùy chỉnh màu mắt các kiểu nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này thì tùy sự sáng tạo của anh em thôi, mình chỉ lướt lướt qua thôi nhá cho anh em xem thôi, còn đâu là tùy anh em. Đấy, tùy chỉnh rất là chi tiết luôn các cái đường nét ở trên khuôn mặt của nhân vật. Cái này bạn nào mà có thời gian thì có thể ngồi nhào nặn ra cái nhân vật mà mình mong muốn, khá là hay. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào game luôn. Chúng ta sẽ đặt tên này. Bây giờ có tiếng, mình đang chơi phiên bản dành cho iOS nhá, để mình mắc setting luôn. Game này thì nó tối ưu cấu hình khá là tốt, và cái phần tùy chỉnh cấu hình ấy, nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó chỉ có những cái mức là thấp, vừa, mượt, đẹp. Đấy, cốt truyện của cái con Tân Mộng Ảo Chư Tiên này thì nó vẫn xoay quanh những cái nhân vật hết sức là quen thuộc, và phần nào đó vẫn là cái cốt truyện của Chư Tiên thôi. Đây, chúng ta sẽ có cái truyền thuyết của Thú Thần và Linh Lung này. Rồi, nhưng mà thay vì là các bạn sẽ nhập vai vào những cái nhân vật như kiểu Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, thì các bạn sẽ đóng vai một nhân vật hoàn toàn mới được tham gia vào câu chuyện của Chư Tiên. Tức là nó sẽ khai thác một cái yếu tố khác nhá. Nó cũng là câu chuyện đó, nhưng mà bạn sẽ được tham gia vào, bạn sẽ là một cái nhân vật hoàn toàn mới đóng góp vào cái câu chuyện của Chư Tiên, thay vì đi theo nguyên tắc như cũ. Các bạn thể coi là một cái sự sáng tạo đi, để cho nó làm mới đi. Bởi vì game về Chư Tiên cũng khá là nhiều rồi, và trước đây hầu hết là các con game về Chư Tiên toàn là game nhập MMORPG từ dạng cày cuốc đánh quái thôi. Thì cái con Tân Mộng Ảo Chư Tiên này nó sẽ đi theo hướng là game turn base, cũng là một cái đổi mới. Thật sự là mình khá là ấn tượng với đồ họa của con game này, nó rất là đẹp. Nếu các bạn có một cái thiết bị có cấu hình cao thì anh em thể để mask setting lên làm rất là đẹp luôn. Các cái hiệu ứng ánh sáng đổ bóng, rồi các cái hiệu ứng chiến đấu của nhân vật cực kỳ ấn tượng luôn. Có thể coi là cái đồ họa là cái ấn tượng nhất của con game này. Còn về lối chơi thì có thể là nhiều anh em sẽ hơi tranh cãi một tí. Có bạn sẽ thích kiểu đánh quái cày cuốc, có bạn lại thích kiểu turn base như này. Nhưng mà turn base của con Tân Mộng Ảo Chư Tiên này nó cũng khá là thú vị nhá. Tức là nó, mình liên tưởng đến những cái con game turn base nổi tiếng như kiểu Final Fantasy hay là TS Online. Đó, đây mình sẽ vào chiến đấu cho anh em xem, đợi xíu.
Tức là nó sẽ theo kiểu là trong một lượt đánh thì ngoài việc các bạn sử dụng kỹ năng chiến đấu ra thì anh em có thể có nhiều thao tác khác như là phòng tấn công, phòng thủ. À, các bạn phải zoom gần, zoom xa này. Khi mà các bạn zoom gần vào thì nó sẽ kích hoạt cái chế độ là Picture Mode, tức là chế độ chụp ảnh. Với chế độ chụp ảnh này thì anh em sẽ có thể tùy chỉnh các cái động tác nhân vật, điều chỉnh thời tiết, điều chỉnh góc máy, góc nhìn. Sau đó các bạn sẽ chụp một bức ảnh selfie rất là đẹp. Đây, chúng ta sẽ có thiếu niên Trương Tiểu Phàm này. Cái đoạn này là cái đoạn đầu đầu cốt truyện này. Có ông gì nhỉ? Phổ Trí. Phổ Trí đánh nhau với trưởng một trưởng môn bí ẩn của Thanh Vân Môn. Nói chung là Chu Tiên mình cũng đọc rồi. Nhưng mà mình lâu mình quên rồi anh em ạ. Mấy chục năm rồi. Đây, đây là cái phần cơ chế chiến đấu của con game Tân Mộng Ảo Chư Tiên nhá. Đánh theo lượt. Đấy, trong một lượt đánh thì anh em có thể sử dụng kỹ năng này, tấn công thường này, phòng thủ hay thậm chí là bỏ chạy. Đấy, bạn nào mà chưa đấy, hiệu ứng kỹ năng rất là đẹp và các bạn thể con này game là game 3D nhá, anh em có thể xoay đổi cái góc nhìn tùy ý luôn. Rất là đẹp luôn, rất là ấn tượng. Mình đang chơi bằng iPhone nó rất là mượt luôn anh em nhá, phê dã man. Đấy, trong đánh theo lượt anh em ạ. Có thể một số anh em sẽ hơi thất vọng nhưng mà mình nghĩ là những cái con game nhập vai về Chư Tiên nó quá nhiều rồi. Thì với sự đổi mới này, với một cái gameplay nó đòi hỏi sự tính toán nhiều hơn thì mình nghĩ là cũng hấp dẫn thôi. Đấy, cốt truyện nó sẽ khác so với Chư Tiên ban đầu nhá. Tức là đấy, chúng ta sẽ có là một cái nhân vật hoàn toàn mới và được tham gia vào cái câu chuyện của Chư Tiên, được gặp gỡ những cái nhân vật quen thuộc như kiểu là Trương Tiểu Phàm, Giao, Lục Tuyết Ký, Điền Bất Dịch. Đấy, nhiều nhiều lắm, mình không nhớ hết các nhân vật anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ xuống một cái mộng ảo này, tức là mình rớt núi xong mình xuống, mình chưa chết, mình sẽ rớt xuống một cái mộng ảo gì đó. À, nhân vật nó để tiếng Anh, thật ra thì tôi cũng không biết là chính xác thì tên nhân vật nó là gì. Đây, ví dụ như là Linaska này, mình không biết là nhân vật gì. Đó. Hình như là Linh Lung thì phải. Hình như thế. Mình cũng tên phiên âm ra tiếng Anh nên là mình cũng nên, nên 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 không biết, nhưng mà sẽ có thú thần này, sẽ có Linh Lung, có rất là nhiều nhân vật ở trong Chư Tiên xuất hiện trong game này. Tất nhiên rồi, dựa trên IP Chư Tiên mà thì không thể có bỏ qua được. Mình cũng hy vọng là game này nó sẽ sớm có tiếng Việt thì chơi nó sẽ hấp dẫn hơn, chúng ta vừa chơi game vừa tìm hiểu cốt truyện. Bởi vì như mình đã nói, cốt truyện con game này nó sẽ khai thác hoàn toàn mới dựa trên cốt truyện gốc và nó chế thêm những cái cốt truyện mới cho người chơi trực tiếp tham gia vào câu chuyện của Chư Tiên, thay vì là các bạn chọn hóa thân vào những cái nhân vật như nhân vật chính thì chúng ta sẽ tạo ra một nhân vật hoàn toàn mới, tự viết lên cái câu chuyện riêng của Chư Tiên mà bạn mong muốn. Đấy, đấy là cái ý tưởng của nhà phát hành và nhà sản xuất Perfect World. Còn thực tế nhà thì có lẽ là chúng ta phải chơi lâu dài thì mới biết được. Con game này thì đấy, về cơ bản thì nó như vậy thôi. Chúng ta sẽ có hệ thống trang bị này, cũng có nâng cấp kỹ năng này, rồi nâng cấp cái này, nâng cấp tu vi. Đây, chúng ta sẽ đi nâng cấp tu vi này, nó gọi là Dao Rank. Nói chung là phiên phiên có một số từ ấy, tiếng Trung phiên âm là tiếng Anh nó hơi lạ lạ một tí. Nhưng đây như kiểu phần tu vi anh em, nâng tu vi cho nhân vật chính. Sau này ngoài nhân vật chính ra thì anh em sẽ có thêm những cái người bạn đồng hành này và những cái con tinh linh hay gọi là pet được sẽ tham gia vào cái đội hình của bạn chiến đấu, các bạn sẽ xây dựng tổ đội và chiến đấu nha. Đấy, game nói chung là cũng được, bạn nào mà thích Chư Tiên này và thích game turn based thì có thể lựa chọn cái con Tân Mộng Ảo Chư Tiên này, hoặc là đơn giản là anh em thích một con game mobile có đồ họa 3D rất là đẹp thì con Tân Mộng Ảo Chư Tiên này rất là phù hợp với anh em nha. Hiện tại thì game đã kết thúc phiên bản test tiếng Anh nhá. Chúng ta sẽ đợi đợt test tiếp theo, chắc chắn là sẽ phải test thêm một hai lần nữa rồi mới chính thức ra mắt thì phải, nếu mình không nhầm. Game hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ nhưng mà chắc là anh em sẽ quan tâm nhất là tiếng Anh. Chưa có tiếng Việt nhá, mình thấy là trong phần setting chưa có tiếng Việt. Đây các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn nhá. Bỏ chạy này, gọi pet này, tấn công thường này, phòng thủ này. Bạn nào mà chơi những dạng game turn based như kiểu test online rồi hay một số game sau này cũng tương tự ấy, thì cái dạng turn based này, dạng turn based sẽ cho anh em rất là nhiều cái thao tác để điều khiển trong lượt đánh, thay vì là những con game turn based như bây giờ là chỉ có chọn kỹ năng và đấm thôi. Đấy thì mình cũng khá là thích kiểu kiểu này. Nó đòi hỏi ở sau này các bạn khi các bạn PvP ấy, sẽ đòi hỏi cái kỹ năng người chơi cũng khá là cao. Ngoài việc là nhân vật phải mạnh ra thì nó cũng đòi hỏi cái việc là
trong mỗi lượt đánh các bạn phải tính toán sử dụng kỹ năng sao cho hợp lý nhất. Đấy, vì mỗi một nhân vật trong game là nó sẽ có những cái bộ kỹ năng khác nhau. Có kỹ năng nó thiên về tấn công, có những kỹ năng nó thiên về búp máu, có những kỹ năng nó thiên về hiệu ứng. Đấy, thì anh em có thể lựa chọn. Cái này thì mình đã từng trải nghiệm bản tiếng Trung rồi nên mình cũng không chơi lại nhiều nữa. Mình chỉ giới thiệu anh em về bản tiếng Anh này thôi. Bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi con game này. Nó ra mắt ở Trung Quốc được hơn nửa năm rồi và sau này thì nó sẽ ra mắt cái phiên bản global. Mình cũng không rõ số phận của game này ở thị trường Trung Quốc nha. Mình chưa không để ý lắm. Rồi chúng ta sẽ lại mở khóa thêm kỹ năng mới này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục này. Đây, đây là phần tinh linh này anh em thấy không? Mình vừa chọn một em tinh linh củ hành, nhìn rất là dễ thương luôn. Đây, sử dụng kỹ năng này. Đó, bây giờ mình vừa học thêm một kỹ năng kiểu dạng AOE, khá là mạnh. Còn đây là kỹ năng đánh thường thì sẽ chọn cho pet, tức là anh em sẽ phải lựa chọn trong một lượt đánh thì anh em sẽ phải lựa chọn cho sau này có bạn nhiều nhân vật thì anh em có thể lựa chọn cho tướng chính này rồi cho tinh linh của bạn đánh. Tất nhiên là sau này thì game cũng có auto thôi, sẽ có auto nha anh em nhá, sẽ có auto để các bạn tiết kiệm cái thao tác hơn ở những cái trận đánh đơn giản. Còn những trận đánh mà kiểu đánh boss hoặc là hack não ấy thì chắc chắn là anh em sẽ phải điều khiển bằng tay rồi. Mình thật ra mình sẽ đợi con game này chính thức ra mắt thì mình sẽ chơi lâu dài một chút, tức là mình sẽ cày lên level cao một chút nếu mà nếu có thời gian ấy. Thì cậu Vàng sẽ giới thiệu với anh em các tính năng đặc sắc của con game này nha. Nếu mà có thời gian. Không thì mình thường là mình hay chơi thôi, mình lười làm video lắm anh em ạ. Mình hay con game nào mình thích ấy, mình cày kinh lắm. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Don't want to be sent to a mortal prison for stealing. Got it. Don't worry, I can do it. I'll watch your back. Go get the door opened. I'll be here at the door. You go in and find the squad. Đấy, đi làm nhiệm vụ thôi. Đấy, thì bạn nào quan tâm game này thì có thể tải về chơi. Mình cũng chơi nghịch nghịch qua tí. Về cơ bản mình thấy là game đã được dịch sang tiếng Anh hoàn chỉnh rồi. Thậm chí là có voice, có cả lồng tiếng, tiếng Anh rồi. Đồ họa rất là đẹp nha. Các anh em phải công nhận là đồ họa rất là đẹp. Nét. Hiệu ứng. Khá là bắt mắt. Tất nhiên là nếu mà để mà đẹp nhất ý, thì các bạn nên có một cái điện thoại nó cấu hình cao một chút. Đây, em Ocean này mình không biết là Ocean nếu mà dịch ra là gì nhỉ? Tên là gì nhưng mà đại loại thì em này sẽ gia nhập cái đội hình của mình này. Đây là một nhân vật có khả năng hỗ trợ búp máu. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Có một số cái tên gọi đây, chúng ta sẽ có phần đồng hành này. Thì cấp đồng hành là có nhân vật đỏ nhá, và chúng ta sẽ có rất nhiều nhân vật quen thuộc như kiểu Lục Tuyết Kỳ rồi nhiều nhân vật lắm, nhưng mà một số nhân vật đây mình không biết tên. Đấy, khá là đẹp. Còn nhân vật này thì trông nó hiện đại quá, mình thấy ảo ảo. Này chịu luôn. Đấy, Bích Dao này, đó. Cao nhất là phẩm đỏ này, rồi đến phẩm cam. Đây phẩm cam này, rồi đến phẩm đỏ nhá, cam nhá, tím nhá và cuối cùng là xanh dương. Đấy, đây phẩm chất của các đồng hành trong game này và nó sẽ chia các cái nhân vật đồng hành trong game này nó sẽ chia ra là ba phe: tiên, ma và hình như là
Không để không nhớ rõ lắm, nhưng mà cũng chia ra các phe là tiên ma Phật thì phải. Ừ đúng rồi, sẽ chia ra các cái biểu tượng ấy, nó có biểu tượng tiên ma Phật, hình như là có sự khắc chế lẫn nhau giữa các cái giữa tiên ma Phật thì phải đấy. Rồi, mình nghịch nốt tí thôi. Ở đây mình có một cái phần giới thiệu cho anh em, đó là phần ngự kiếm phi hành. Tức là bạn nào mà đọc tiên hiệp rồi biết là có cái trò là ngự kiếm phi hành đấy, bay lượn, thì con game này cũng cho phép luôn. Đấy, anh em có thể dùng ngự kiếm phi hành bay đi chụp ảnh ngắm cảnh hoặc đi làm nhiệm vụ cho rất là nhanh. Đây mình sẽ ấn nhá. Đó, các bạn để bay lên rất là cao nha. Đó. Rồi, mình sẽ lượn cho anh em xem. Nhưng mà lưu ý là các bạn có thể rơi nhá, rơi xuống là phải đứng lại từ đầu đấy. Đấy nhá, mình sẽ bay lên rất là cao luôn này. Ấy. Map nhìn rất là rộng phê. Úi rồi. Rồi nó hết năng lượng, tức là nó sẽ có năng lượng á. Bay được một lúc thôi, cũng không phải bay mãi mãi được. Đấy anh em thấy không? Bây giờ xuống xuống là bị này. Đó, rồi. Thế thôi, mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về cái con game Tân Ảo Mộng Chư Tiên này. Thì bạn nào mà thích Chư Tiên thì hay là thích game 3D này, và đơn giản là thích game turn-based, thì có thể tìm hiểu thêm về cái con game Tân Mộng Ảo Chư Tiên này. Đấy, nó sẽ ra mắt phiên bản global trong thời gian tới. Thì mình cũng giới thiệu cho anh em nhé. Đó, đánh theo lượt thôi, game này theo lượt thôi. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng nhé. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tô Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye! We'll be right back.